Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiện Family. Và hôm nay em xin chia sẻ đến với cả nhà cách bảo quản bơ chín sao cho để được lâu nhưng mà vẫn xanh ngon, không hề bị đen và vẫn giữ được nguyên vị. Đây là bơ nhà không có thuốc nên là da nó hơi sần sùi, nó hơi xấu, nhưng mà bên trong thì rất là ngon và rất là đảm bảo, không có sờ thuốc men gì cả nhà. Còn khi mà mình mua bơ về thì mình để cho nó chín, và khi mà mình kiểm tra này, toàn trái luôn, nó vừa chín mềm tới, mềm sơ sơ như vậy thôi, đừng có chín mềm quá. Bơ mà chín mềm quá thì thường nó dễ bị có sợi đen đó. Mà mình bảo quản thì theo cách này thì nên vừa chín mềm tới như vậy mới bảo quản được. Còn mình bảo quản theo cách này nó mà còn hơi sống thì sẽ làm cho bơ nó bị đắng. Bây giờ thì mình sẽ đem bơ đi rửa cho nó thật là sạch. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một lát chanh này và một cái túi zip. Nếu như mà ít thì mình sử dụng túi zip, hoặc là cả nhà có thể bảo quản bằng cái thố thủy tinh hay là thố nhựa đều được. Sau đó thì mình sẽ bỏ đôi quả bơ và mình bỏ dọc như thế này để mình tách cái hạt nó ra. Đây, cả nhà thấy là cái vỏ nó sần sùi, nó rất là xấu nhưng mà bên trong nó rất là ngon nè. Nó bơ vừa chín tới thì nó rất là xanh tươi và nó rất là ngon. Tiếp theo thì mình sẽ vắt nửa quả chanh và mình lấy cái nước cốt. Sau đó thì mình sẽ quét phần nước cốt chanh lên trên mặt bơ. Và ở đây em bảo quản ít cho nên là chỉ bảo quản bằng túi zip và cắt đôi để nguyên trái như thế này. Còn nếu như mà cả nhà bảo quản nhiều thì có thể là lọc hết cái phần vỏ ra và cắt đôi như thế này và cắt lát. Sau đó thì mình cho vào hũ thủy tinh hoặc là hũ nhựa để và vắt ít nước cốt chanh lên phía trên mặt. Sau đó thì mình sẽ đậy nắp lại, mình quét nước cốt chanh lên bề mặt bơ như vậy và mình bỏ vào túi zip hay là túi hút chân không hay là hộp đừng có đậy nắp kín. Rồi sau đó thì mình sẽ cho vào ngăn đá tủ lạnh. Mình làm như vậy thì nó sẽ có tác dụng ức chế oxy hóa và giữ cho cái phần thịt bơ không bị đổi màu, cũng như là giữ được cái hương vị thơm của trái bơ được chín như ban đầu. Cả nhà cũng đừng lo cái nước cốt chanh sẽ làm cho chua bơ, bởi vì là nước cốt chanh nó có tác dụng giữ cho nguyên được nguyên màu sắc này, cũng như là hương vị và chất dinh dưỡng cho bơ. Với cách bảo quản như thế này thì cả nhà có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng trong bơ trong vài tháng đến cả năm luôn, nhưng mà cũng không có lo bị mất chất. Và khi mà mình bảo quản xong rồi mình muốn lấy ra dùng thì mình sẽ để xuống dưới ngăn mát từ buổi sáng thì buổi chiều hoặc tối là mình có thể dùng được rồi, hoặc là mình có thể để ra ngoài để cho nó rã đông. Sau đó thì mình dùng để xay sinh tố hay là dầm tùy ý. Và như vậy là em đã chia sẻ xong cách bảo quản bơ chín sao cho để được lâu nhưng mà vẫn giữ được màu, giữ được hương vị rồi. Nếu như mà cả nhà thấy chia sẻ của em hay thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.